Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh và cổ. Bước sang năm mới 2024, tôi gửi lời chúc đến tất cả mọi người sẽ có nhiều niềm vui và đạt được nhiều thành công hơn trong năm nay. Trở lại với clip này sẽ là một bộ ghép đến từ các thương hiệu của Mỹ và là những cái món đồ rất là đẳng cấp luôn. Đó là loa đồng trục đến từ hãng Jensen, nằm trong cái series Delta DL220. Anh em cặp loa thì Khôi lên sóng tối hôm trước nha. Thì tí nữa Khôi sẽ đít lại anh em cùng xem. Còn con âm ly thì mới vừa lên sóng tối qua, Pilot 602M. Thì đây là những cái món hàng rất là ưu tú, rất là cao cấp. Thì Khôi dùng cái từ cao cấp là sao? Những người mà chơi đồ bán dẫn rồi, chế độ Nhật rồi, có độ Mỹ rồi mới tới đèn Mỹ cổ nha. Rồi còn bên loa, những người chơi loa Nhật rồi, loa thùng rồi, loa tầng dài rồi, họ mới qua đồng trục của Mỹ đó. Nên là những cái mặt hàng này là thực sự là nó hoàn hảo về chất âm, dành cho những đôi tai khó tính, những cái đôi tai mình thích thẩm âm, thích chiêm nghiệm, trải nghiệm anh em. Chứ nó không đơn thuần là bỏ một cái đĩa bolero vào để test nó nha. Thì hôm nay Khôi cũng cố tình ghép nó và đánh bolero để cho những người mà yêu thích bolero á, mình cảm nhận thêm cái sự khác biệt giữa cái loa đồng trục âm ly đèn nó có khác gì với những cái món đồ loa thùng và âm ly bán dẫn nha. Đó thì anh em cùng xem qua nha. Rồi sau đó Khôi sẽ edit lại để có cái chất âm. Đây cặp Jensen căn cước này, nó giống với AR kiểu căn cước các mặt cây đứt cây ha. Đây Khôi quay lại cho anh em xem này, những ai mà chưa xem thì mình sẽ xem đó, mặt cây đứt cây ha, này cốt chỉnh ốc đấy. Đó là về cái cặp loa. Còn đây là âm ly đèn vỏ gỗ này made in Việt Nam, nhưng mà gỗ nhập, gỗ bán rất là đẹp ha. Thì Khôi đang test thử chất âm với nhạc vàng. Còn clip trước á, thì Khôi đã test với ông có thích trữ tình rồi nhé. Rồi đó là về cái món hàng ngày hôm nay. Khôi sẽ edit cả loa và âm ly trong cái clip này để anh em cùng nghe thử nhé. Đây mọi người, một con đèn mà được gọi là đẹp 99% nguyên bản mộc không sơn tốt ở đây nè. Qua nha, anh em cùng xem. Thì cái con này á, thì Khôi phải mở cái nắp trước ra thì mình mới quay được cái phần rụt gan ha. Đó. Chứ mình chưa nói tới cái câu hình bóng nha, nói về cái phần nguyên bản mộc thôi thì nó như thế này là đẹp 99%. Rồi sau đó thì Khôi sẽ nói tới câu hình bóng. Đây là cái con câu hình bóng đỉnh nhất của hãng này và cũng như là cao cấp nhất luôn nha, và nó cũng được xem là hay nhất khi mà mình cắm các cái bóng này vào. Đó. Nói gì nói chứ Khôi bán đèn 7-8 năm và đã qua hàng chục hàng trăm con vi tốt rồi, từ nhỏ đến lớn, lớn nhất của hãng, nên là Khôi khẳng định với anh em là Khôi am hiểu và nhận được nhiều cái phản hồi của khách chơi, mọi người mỗi ý thì cũng đều thừa nhận một điều mà Khôi sẽ tóm lược ở trong này để anh em cùng tham khảo nha. Rồi ok ha, đồ đẹp là không phải bàn luôn đấy, anh em cùng xem. Những cái con video trước á, là cái rột này thường là nó bị hoen, nó bị dính cái gì đó về, rất là khó để tẩy thì nó tróc chữ đó. Nên là con này đẹp nguyên bản mộc, không có sơn tốt như trên thị trường anh em nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem về cái câu hình bóng. Con này là chạy bóng công suất L84, một trong những cái loại bóng phổ thông và cho chất âm ngọt ngào nhất. Thì hiện tại nó đang là Pilot Ampet, đời của Ampet là cho chất âm ngọt ngào ha. Đó. Rồi cái tiếp theo là chạy 3 cây rề, ở đây là 3 cây rề là telephone can anh em. Khôi sẽ rút ra một cây này, anh vị này 1 này, 2 này, 3 này. Rút cây dưới này luôn, cái khó nhất cho anh em cùng xem ha. Đó, 12-7. Đây. Đó. Nó là telephone can, Western Yamari. Đây cái máy này. Có cái bằng điện thoại anh em, nên nó nhiều khi nó mờ nó ảo ha. Rồi, ok tìm cho nó rõ này. Đó, ok ha. 3 cây. Thì nó chạy tới 3 cây rề anh em nha, lưu ý nha, cho đủ bóng thì nó càng hay, tại vì 3 cây này nó nối tiếp, anh em chỉ cần rút ra một cây thôi là nó sẽ không hát được.
Rồi tiếp theo anh em, hai cây 12A T7 thì nó cùng là đây, nó cùng là pilot luôn. Đó, nó pilot này, nhưng mà pilot này là nên biết pilot gì, Fran là Pháp á nha, quá đỉnh luôn. Đó. Rồi tiếp theo là bóng gì, bóng 6AU6 anh em, cùng là pilot luôn nha. Đây, rút cho em coi pilot. Đó. Ok chưa, pilot này. Rồi hai cái phono á thì hiện tại thì nó đang cắm hai cây bóng USA nha, hai cái bóng này này. Đó. Phono thì anh em không xài thì cũng không quan tâm, rút ra thì máy vẫn chạy nha. Đó, thấy có hình bóng đỉnh chưa, quá đỉnh, đỉnh chóp luôn. Tủ tì zin nha, máy móc zin, không sơn tút, không xì bạc, không sơn tút, không xì bạc này, thật sự là nó quá đỉnh luôn. Bán cũng nhiều, cũng nhưng mà chưa bao giờ mà có một cái cấu hình đỉnh như thế này nha. Còn cái tem của hãng luôn này, Bruton, thật sự là quá đỉnh, không có sơn tút này. Khẳng định với em như vậy, tại vì sao, vì các cái đèn cổ này á mà tìm được một cái con đẹp như thế này á là rất là khó, thật sự rất là khó. Có nhiều trên thị trường cũng có nhiều nhưng mà đẹp như thế này rất khó này. Thật sự luôn, dám cá của em, và cái mức giá của năm cũng được xem rẻ. Đây nè, các cái núm của nó này tháo ra rất là đẹp, tôi rất là cẩn thận từng chi tiết một để làm sao và nó hoàn hảo để về anh em mà chơi và sưu tầm ha. Thì khách nào mà mua được cái con này dịp cuối năm thì cũng rất là xứng đáng luôn, và mức giá cho cái con này thì trên 25 triệu nha, trên 25 triệu. Đúng ra cái con này mà với cấu hình này á, bộ bóng này á thì nó phải ngoài 30 thì nó mới xứng đáng so với những năm trước. Tuy nhiên năm nay thì kinh tế khó khăn cũng như dịp cuối năm rồi thì không mua được cái giá tốt, đấu được giá tốt. Kiểu như là trên eBay với nhiều người họ bán không được, cái họ không có mạnh mà lên đấu á, nhưng mà Khôi thì theo đuổi và duy trì nó nên là mình vẫn mua được cái giá tốt nha. Rồi bây giờ Khôi là cho anh em xem cái gì đó, cái tàu tì bên dưới nha. Đây, cái phần thông số dưới này nè, công suất tiêu thụ của nó là 150W ha. Điện thì 110V là cắm được rồi. Còn về cái công suất ra loa này, 30W total là có nghĩa là 15W một vế ha. Thì bóng 84 thì đó là cái công suất thực của bóng này nha. Còn công suất khuếch đại thì nó khác. Rồi. Đây nè. Rồi xong ha. Thủ tiền bên dưới còn rất là đẹp này. Thật sự là rất là đẹp luôn. Đó. Thì linh kiện của nó thì dày đặc nhưng mà nó vẫn quan trọng nhất ở đây có cái tủ ách tròn, tủ giấy này vẫn còn ha. Còn các cái phần này là thuộc về nhà sản xuất. Máy thì hoạt động tốt, không ù xì này. Thì những cái món hàng này á, chia sẻ với anh em là mình có ông anh là mười mấy năm làm đèn, nên khi mình ship về á thì cho thử test các kiểu để khi mà khách dùng thì không phải chỉnh sửa gì nữa nha. Bao dùng bao sử dụng anh em, hỗ trợ kỹ thuật là trọn đời. Nếu mà xảy ra các cái trường hợp mà Khôi trong tầm kiểm soát thì Khôi vẫn hỗ trợ xử lý anh em nhé. Nhiều khách dùng rất là nhiều năm cũng vẫn rất là hài lòng. Đó. Ok, thì Khôi chia sẻ với anh em về cái như vậy, thì mức giá Khôi cũng nói rồi, nó trên 25 triệu chút, thì anh em cân nhắc lựa chọn giá. Nó nhiều lúc là chưa bằng những cái con Sansui 5.x thôi, mà con này đánh được AR2 tốt, đánh được các dòng loa cổ JBL rất là hợp luôn nha. Đó, anh em đánh L100 Century ra luôn anh em. Đó, nên AR2 cũng đánh tốt, nên em dựa vào đó. Còn các dòng đồng trục toàn giải thì không phải bàn nha. Rồi ok, bây giờ đây Khôi tháo cho anh em xem bên trong nha. Thì đầu tiên anh em cùng xem là cái bóng mút này, gỗ rất là đẹp ha, thật sự đẹp ấy, anh em cùng xem tuyệt vời luôn, còn cứng chắc luôn ha. Thì chứng tỏ cặp này được lưu kho rất là tốt ha, rất tốt. Họ cẩn thận mà đánh dấu luôn này, số 75 này ha, là nó đúng một cặp. À, đúng một cặp này. Vì sao? Vì có cái cổ loa này á, nó đi theo cặp này, series á nha, series theo cặp. Thì trước khi mà ship về thì Khôi cũng là kiểm tra rồi. À, nhưng mà hôm nay quay lại để cho anh em cùng xem thì yên tâm. Đấy, nó là Jensen đồng trục series Delta đó. Một đèn của nó là DL220, và trong cái dòng 3 bát 30 thì đây cũng là một đèn cuối cùng rồi. Một đèn này là 8 ohm 20W, nên nó hợp với các âm đi class A,
âm ly đèn hoặc là âm ly xuất tụ công suất nhỏ nha. Âm ly xuất tụ công suất nhỏ 25W, 3W, 30W là đỉnh được rồi. Còn đèn thì 15W là ok, bóng L84 là đủ đỉnh rồi nha. Và chắc chắn thì Khôi cũng sẽ quấn L84 cho anh em cùng nghe. Thì đây nè, Khôi khỏi tháo nha. Ý là Khôi khỏi tháo cái cụ mặt trước nó ra. Nhưng mà trước đó Khôi có cái ảnh đây rồi nè. Đây nè, đó, cái ảnh của nó ha. Đồng chất, đồng màu, trùng series. Đó, theo cái bát này. Nhiều người sẽ hỏi là lấy cái gì. Thì Khôi cũng giải thích luôn nè. Đây là cái vết nối của cái màng giấy nha. Đó. Ok chưa? Đó, cả hai cái nha. Đó, đầy đủ nha. Xuất sắc, chỉ dùng một từ là xuất sắc thôi. Thì cái này đồng trục á, nó có nhiều đồng. Thì nói đời này là đời chép còi vậy nè. Lưu ý nha, chép còi. Đó, chép còi. Nên nó là phiên bản đỉnh nhất. Đó, đây nè, Jensen nè. Nhân trên Delta series này. Đấy, ok ha. Rồi, Khôi là bán rõ ràng các kiểu. Về cái mức giá này thì Khôi báo cho anh em tham khảo nha. Ví dụ như nhiều người muốn biết được cái tầm giá để tới đây khỏi mất thời gian thì Khôi cũng báo luôn. Thì cái củ loa này á, trên thị trường thì các shop mà chuyên mấy cái loa đầu trục tầng dài này á, hoặc là một số anh em mà mua cái củ loa về để đóng lên thùng á, thì có cái mức giá dao động từ 22 triệu, tùy theo thời điểm, em có thể là rẻ hơn hoặc cao hơn nhé, tùy theo thời điểm, nhưng mà tầm giá đó. Còn Khôi thì ship về cả thùng zin luôn, à, cả thùng zin luôn. Và cái mức giá Khôi bán để anh em Khôi báo để anh em tham khảo là hơn 25 triệu nha. Thì mức giá luôn luôn có vào cuối clip đó, nên anh em nào mà thật sự á, quan tâm thì mình xem hết clip thì lúc nào cũng có giá bán nha. Đó là cái mặc định, là cái mỗi người có một cái cách bán hàng riêng, thì cái kênh của Khôi là lúc nào cũng có giá cuối clip. Rồi anh em có nhau cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đêm vào test một ca khúc bolero, tại vì nhiều anh em cũng yêu cầu là Khôi à, anh chưa bao giờ, mình chưa bao giờ chơi cái bolero, chơi đồng trục mà đánh bolero bao giờ, thì Khôi test thử nghe thử nha, thì đây Khôi phục vụ anh em. Còn ngoài ra thì đánh acoustic trữ tình thì đó là sở trường rồi nhá. Anh em nào yêu thích thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu ha. Thì cả bộ này thì trên 40 triệu thôi anh em nha. À, chưa tới 50, trên 45 triệu, xin lỗi anh em, trên 45 triệu. Cặp loa thì trên 20 triệu, âm ly cũng trên 20 triệu nha. Trong tầm chơi, anh em liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Thì thật ra là anh em có thể so sánh là con âm ly thì trên 20 triệu thì chưa bằng con Samsung 5000X thôi nha. Còn cặp loa đồng trục của trên 20 triệu thì cũng chưa bằng cặp JBL thôi. À, nó không quá mắc nhưng mà quan trọng nhất là phải hợp, phải đúng với cái người thích thì nó sẽ chơi được ha. Rồi Khôi và Khôi thêm một cái thông báo là từ qua Tết 2024 nha, anh em nào mà mua bất cứ một cái món nào từ loa âm ly hay là CD hay là gì đó mà chuyển khoản đủ thì Khôi vẫn bao ship tận nơi cho anh em nha, khi chuyển khoản đủ. Còn ship code thì vẫn cọc đúng cho Khôi 30%, với còn lại thì Bô Điền sẽ thu hộ. Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.